Hôm nay là 13 tháng 8 2023. Đây là cái bệnh lý là u đang bao hoạt dịch. Nguyên nhân chính là do chấn thương. Mày có bé này thì mấy tuổi không? 7 tuổi. 7 tuổi. Cái này đối với y học hiện đại thì họ sẽ dùng phương pháp phẫu thuật. Còn đối với đông y thì bệnh nhân bé này tôi cho bấm huyệt. Cái hai tôi cho uống cái tẩm gửi của cây dâu. Thì cậu bé này sẽ ok thôi. Con bị bao lâu từ bé à? Con bị từ bé ạ, cứ lớn dần lên. Cái ngày cái này cái chúng ta phẫu thuật đi thì nó sẽ sinh ra tiếp. Không chốt hạ được. Nhưng hôm nọ tôi có quay lại bên ca này bị cổ tay đấy. Thì họ cũng lo lắng phẫu thuật nhưng hôm nay thì ngon lành rồi. Thì là chứng tỏ là không cần phải phẫu thuật khi không thực sự cần thiết. Phẫu thuật là rất quan trọng khi mà nó thuộc vào ngoại khoa hoặc là những bệnh lý mà không thể. Cố gắng thôi, nhà mình ở đâu đấy? Rồi, ok.